JVRMIND bỗng giống Trấn Thành như hai giọt nước, trở thành cặp idol và phán bất đắc dĩ. Trấn Thành và JVRMIND liên tục bị nhắc tên mỗi khi có điểm tương đồng. JVRMIND, gọi tắt JV, tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, là một trong những vlogger thế hệ đầu tiên ở Việt Nam. Dù đã 5 năm không hoạt động mạng xã hội nhưng sự trở lại gần đây của JV vẫn thu hút đông đảo sự theo dõi từ khán giả. Đặc biệt là màn trở lại với video dài 13 tiếng khi JV reaction Trấn Thành. Cụ thể, những chia sẻ và phản ứng của JV cho thấy bản thân anh có ấn tượng không tốt, nhưng cũng không nói rằng mình ghét Trấn Thành. Tuy nhiên, sau lần chạm này, Trấn Thành và JVRMIND bỗng được dân tình gắn ghép như một cặp đôi idol, phán bất đắc dĩ. Sở dĩ có tình huống như vậy là vì sau những nhận xét về Trấn Thành, JV thú nhận rằng bản thân mình trong quá khứ cũng từng giống Nam Mắc Ca. Chính vì sự hài hước này, khi JV xuất hiện với giao diện có phần na ná Trấn Thành, lập tức cả hai đều được nhắc tên. Cụ thể, trong sự kiện mới đây nhất, JV xuất hiện với giao diện điển trai khi tóc vuốt gọn gàng, bộ suit lịch lãm cùng giày da. Nhưng điểm nhấn lại chính là chiếc gậy đi kèm. Cùng khớp, đây cũng chính là diện mạo của Trấn Thành khi xuất hiện trong một show truyền hình trước đó. Phía bên dưới bức ảnh này, không ít người xem đã để lại nhiều bình luận hài hước.